Đây là cây vú sô hoàng kim nè, anh em chuẩn bị đi hàng. Cây rất là to luôn, rất là chắc, rất là khỏe luôn nha quý anh chị nha. Cây vú sô hoàng kim này cao tầm khoảng cũng cỡ là gần 4 mét nha quý anh chị. Đó, cây tàn nhánh rất là nhiều, lá xum xuê luôn. Và khi mà ra trái đối với vú sô hoàng kim này sẽ ra trái màu vàng, ăn vị rất là ngọt và nó sẽ rất là ít ngủ nha quý anh chị nha. Nhà bên em cung cấp đa dạng nhiều kích cỡ khác nhau, từ cây nhỏ cho tới cây lớn nhất luôn, đó cho quý khách hàng được an tâm hơn. Và đối với cây vú sữa hoàng kim này nè, thì mình có thể trồng ở biệt thự, villa, sân vườn, đó mình trồng mọi nơi đều được ha. Và bên em hỗ trợ giao hàng toàn quốc luôn, và khi đi hàng xa bên em sẽ được bao bọc rất là kỹ nè. Cây này rễ rất là nhiều luôn nha, khi mình trồng sẽ được đảm bảo cho mình luôn. Quý chị nhìn đằng xa kìa, có thêm một cây vú sữa nữa ha. Đó, đó cũng là cây vú sữa hoàng kim luôn. Và nhìn từ xa thì những cái bầu bên em được bọc kỹ ở phía dưới, khi mà giao hàng cho khách ấy, thì không có sợ bị bể bầu nè. Bên em đang chuẩn bị là bó tàn lại thật là kỹ ha, để khi mà mình đi xa là không có bị gãy nhánh gãy tàn gì hết ha. Nếu anh chị mình quan tâm đến cây vú sữa hoàng kim đó, hoặc là một số loại cây ăn trái tại nhà vườn Khánh Võ, thì vui lòng liên hệ đến nhà vườn bên em ha.